Xin chào tất cả các bạn, mình đến từ kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sau khi tìm hiểu nhu cầu của các bạn khán thính giả thì các chị em phụ nữ muốn mình review một cái sản phẩm là máy ép trái cây. Thì máy ép trái cây hiện nay trên thị trường có rất là nhiều dòng sản phẩm, và mình cũng cân nhắc lựa chọn tìm hiểu thông tin rất là kỹ để chọn về cho mình một cái em máy Haferler như thế này. Chiếc máy này mình đã mua gần 1 tháng rồi các bạn, và mình đã trải nghiệm trong vòng 1 tháng. Sau khi trải nghiệm đủ thì mình mới làm cái video ngày hôm nay để gửi thông tin đến cho các bạn về cái ưu và nhược điểm của chiếc máy này, để cho các chị em có thêm cái sự lựa chọn trong cái dòng máy ép mà mình lựa chọn ha. Hôm nay mình sẽ mix ép thơm và ép cà chua để cho các bạn xem là chiếc máy này ép như thế nào. Thật sự ra thì đây là một chiếc máy ép Haferler cỡ lớn nha các bạn, và cái công suất nó khá là mạnh, nó có thể ép bất cứ cái loại rau củ hay những cái sản phẩm trái cây nào mà các bạn muốn. Chỉ cần là các bạn đừng có bỏ hạt vào những cái loại trái cây mà có hạt cứng thì các bạn đừng bỏ vào, các bạn ép thôi. Còn lại thì các bạn đều có thể ép được hết. Đặc biệt là ép được cả rau nha các bạn, rau má, rau giáp cá hay là những sản phẩm cần tây thì các bạn cắt nhỏ ra và các bạn ép vô tư nha. Đây là một cái máy hoàn chỉnh, sau khi mình lắp ráp nó khá là dễ thôi, không có khó gì hết nha các bạn. Mình chỉ cần để ý chút xíu về cái cách hướng dẫn lắp ráp thì các bạn ráp dễ dàng thôi. Nó sẽ kèm theo một cái cốc như thế này, có cái ray lược nha, ray lược bên trên. Và ở đây là cái cốc để đựng sát của sản phẩm nè, các bạn thấy nha. Ở trên nó sẽ có cái phần nắp đậy lại nha, để đảm bảo được cái việc sản phẩm bên trong không có bị bụi bặm nó rơi vào á. Khi các bạn ép thì các bạn sẽ lấy cái nắp này ra. Và khi chúng ta bỏ cái trái cây vào thì nó sẽ có kèm theo một cái đồ để chúng ta đẩy xuống á. Đó, như thế này thì rất là dễ. Đối với những sản phẩm mà to á, đây, đối với những cái sản phẩm mà to á thì các bạn bỏ trực tiếp như thế này luôn, và chúng ta chỉ cần lật xuống như thế này là nó sẽ đi xuống với cái phần này ha. Nó không có cần phải chúng ta cắt ra. Miễn vừa trong cái bán kính này thì nó sẽ lọt xuống được cái miệng máy luôn. Còn đối với những cái trái cây mà nó lớn như một nửa trái thơm như thế này nè, thì mình sẽ cắt làm đôi và mình sẽ bỏ vào đây và mình cho xuống thôi. Rất là dễ sử dụng luôn, không có cần phải cắt trái cây, không có cần phải cắt nhỏ. Tùy theo cái trái cây mà mình muốn ép là loại nào ha các bạn. Rồi mình sẽ bật bây giờ mình sẽ bật cái máy mà chạy chưa có sản phẩm ép ha, để cho các bạn nghe cái âm thanh của cái máy, và khi các bạn mua về á, các bạn test và các bạn biết được cái máy này nó sẽ có cái tiếng ồn nó như thế nào. Rồi, đó là cái tiếng ồn mà của chiếc máy Haferler mà khi chưa có ép trái cây nha các bạn. Máy chạy khởi động, máy chạy không á, nó sẽ có cái tiếng như vậy. Và khi mua về mình thử cái tiếng của cái máy thì mình cũng khá bất ngờ. Mình cứ tưởng là nó im ru luôn, nhưng mà thật sự không phải. Tất cả những cái dòng máy ép nó đều tạo ra cái âm thanh tương tự như vậy, tùy theo loại. Có chiếc máy nó còn to hơn nữa, nó sẽ có những cái âm thanh khác nhau, nhưng mà bắt buộc máy ép phải có cái tiếng như vậy, cái tiếng ồn nó cơ bản là như vậy nha các bạn, chứ không phải là mình đòi một chiếc máy im ru luôn thì mình chưa có được trải nghiệm. Thì chiếc máy này nó là như vậy, thì mình quay video thực tế cho các bạn nghe. Bây giờ mình sẽ cho sản phẩm vào nha. Đây là cái phần nước ép chảy xuống nè các bạn. Các bạn sẽ tháo cái này ra ha. Đó, đặng khi nước ép chảy xuống nó chảy qua cái ray lược này. Rồi, mình cho nguyên cái quả cà chua vào nha, và mình sẽ lật ngược xuống như thế này. Đó, thì chiếc máy nó sẽ tự động nó nghiền và nó ép, các bạn có thể quan sát nha. Đây là phần nước ép mà quả cà chua chảy ra nè các bạn. Và đây là phần sát ha, phần sát của cái cà chua nè, các bạn cứ quan sát nha. Rồi mình tiếp tục cho một quả cà chua nữa nha các bạn. Mình cho vào đây và mình lật xuống. Đó. Cái trục ép nó sẽ tự động nghiền cái quả cà chua, mà mình cũng không cần phải sử dụng cái này nhiều đâu, mình không có sử dụng cái này nhiều đó, mà hồi mình mua về tới giờ là mình ít sử dụng cái này lắm, mình thấy là máy nó
tự kéo xuống và nó nghiền ra luôn. Thì mình sẽ lưu ý cho các bạn ở cái phần này nha. Tại sao ở đây người ta có để cho mình một cái ray như thế này? Thì bữa mua, từ hôm mua về tới giờ mình trải nghiệm mình ép rất là nhiều loại trái cây khác nhau và kể cả rau củ luôn. Thì chiếc ray này nó rất là tiện ích nha các bạn. Mình đang sử dụng mà ép một quả cà chua Đà Lạt thì cái phần bột nó khá là nhiều. Nè các bạn thấy không? Ở đây là cái phần bột chứ không phải là phần sáp đâu. Quả cà chua này nó có cái phần bột rất là nhiều. Nên là nếu mà các bạn thích á thì các bạn sẽ đổ luôn cái phần bột này xuống bên dưới để các bạn uống. Còn nếu các bạn không thích á thì các bạn có thể dùng cái muỗng để các bạn rây như thế này nè. Để gạn kịp cái phần nước thôi, còn cái phần bột mình bỏ đi chứ không phải là phần sáp. Đó, tùy theo các bạn thôi, các bạn thích như thế nào thì mình dùng như vậy. Và mình thấy rằng là chiếc máy này nó ép cũng khá là kiệt nước, tầm khoảng 85-90% chứ không hoàn toàn là kiệt 100% nha các bạn. Nếu mà nói là chiếc máy ép này ép kiệt 100% là nó không chính xác nha. Đối với mình thì một chiếc máy như thế này ép được khoảng 85-90% nước là mình thấy là đảm bảo cái yêu cầu của mình rồi. Và mình sẽ thử nha, mình thử một cái miếng thơm như thế này nè, to nè, cho các bạn xem là cái máy này nó sẽ ép như thế nào nha. Đó. Nó rất là mạnh luôn á các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là tùy theo cái sản phẩm mình ép, ở đây mình ép thơm thì cái lượng nước nó chảy ra rất là lỏng ha. Nó không có giống như cà chua đâu. Cà chua thì mình nó có cái lượng bột á, mình ép á nó sẽ nằm cái bột ở trên này và nó bít những cái lỗ ray này nè, nó sẽ nằm ở trên. Nhưng mà đối với nước thơm á là nó sẽ chảy cái lượng nước và nó chảy xuống hết luôn. Đó, các bạn thấy đó. Rồi tiếp tục cho một miếng thơm nữa nha. Chúng ta cứ để như thế này và chúng ta xay xuống thôi. Đấy, đẩy xuống. Chiếc máy này ép khá là nhanh nha các bạn, nó không có ép lâu gì hết á. Mình thấy rằng cứ để vô là nó ép thôi. Khi mà trái cây của chúng ta mà nó bị kẹt hay vướng gì ở chỗ này nè các bạn, ở đây nó sẽ có một cái nút khởi động là nút on, chúng ta bấm thì máy sẽ chạy. Nhưng mà khi cái lượng trái cây trên đây nó bị kẹt hay là nó nhiều quá thì các bạn sẽ bấm cái nút dưới này nè và chúng ta giữ luôn, thì trên này cái máy nó sẽ đẩy cái trái cây lên. Rồi thì mình đã review cho các bạn thực tế luôn, cụ thể luôn khi mình ép rau củ trái cây thì nó sẽ như thế nào ha. Hôm nay mình chọn hai cái sản phẩm nguyên liệu nó khá là đặc trưng, cà chua và thơm. Thì khi mà cà chua và thơm mix lại với nhau thì nó sẽ có cái phần bột và phần nhựa, các bạn cũng thấy luôn rồi nha. Thì ở cái phần ray lượt này nó sẽ lượt hết cho các bạn. Thật sự đây không phải là sáp đâu mà là phần bột á. Còn khi các bạn mà ép ổi nè, các bạn ép ổi nè, thì mình thấy hầu như là nó cũng chỉ có cái phần bột ít xíu ở trên cái ray lượt này thôi. Ép bưởi cũng vậy. Đối với chiếc máy này khi các bạn ép rau gấp cá hay là rau má hay cần tây á, các bạn chịu khó cắt ra, cắt nhỏ ra và chúng ta cứ cho vào giống như cho trái cây vào thôi. Đối với cái sản phẩm rau thì các bạn biết rằng là rau má hay rau gấp cá thì nó rất là ít nước, các bạn có thể cho thêm vào một xíu nước ha, thì nó sẽ ép kiệt luôn, nó ép kiệt cái phần rau ra rất là nhuyễn luôn và cái nước nó sẽ cũng chảy ra như thế này. Thì mình thấy nó rất là tiện lợi vô cùng. Gia đình mình thì mỗi thành viên ngày nào cũng uống một ly nước ép như thế này hết. Và chúng ta sẽ thay đổi cái nguyên liệu trái cây mỗi ngày sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Và mình rất là hài lòng cái sản phẩm này nên mình làm cái video thực tế để chia sẻ cho các bạn, để các bạn không khỏi phải lăn tăn chọn lựa quá nhiều hay là không biết cái dòng sản phẩm này nó có tốt hay không ha. Đối với mình thì mình trải nghiệm, mình thấy một chiếc máy như thế này thì quá tuyệt vời. Và mình cũng nhắc lại thì nó có thể ép kịp khoảng 85-90% thôi nha các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng thì hãy click ngay vào đường link đặt sẵn bên dưới phần mô tả các bạn nhé. Video chia sẻ review cái dòng sản phẩm máy ép chậm Haveler của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.